Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay chúng ta trở cầm lên lại với quả nhãn cháy lên của Kỳ nhá. Hiện tại là Kỳ đang có mặt tại một lễ hội Tenkin Fa của giải ba tỉnh Lai Châu nhé mọi người nhá. Lễ hội này được giải nhì và giải nhất diễn ra 2 ngày 17 18 tháng 4 ngày 2024 nhé mọi người nhá. Đấy. Hiện tại rồi. Kỳ đang các bạn quên chuẩn bị chúng tôi cũng sẵn sàng. Sẵn sàng nhé mọi người nhá. Bắt đầu. Lễ hội này đang đấu cầu này mọi người này. Đúng ghê. Còn một đôi nữa, mang thèn còn một đôi. Mang thèn còn một đôi. Mừng so vẫn còn 5 đôi. Như vậy là mang thèn đã mừng so cứ cố lên. Đôi cuối cùng ở phút bao nhiêu? Mừng so tiếp tục đi để lấy thời gian 26 giây. Đôi cuối cùng của Hoàng Thành là 26 giây. Mừng so còn lại 4 đôi. Cứ tiếp tục. Đến thời điểm này thì mừng so vẫn còn 4 đôi đang bền bỉ thi đấu. Chúng ta cùng có cái này củng cố cho các vận động viên ạ. Vâng, mừng so, vâng mừng so hiện tại còn 3 đôi. Hiện nay đã hơn 1 phút rồi. Cứ bình tĩnh. Đấy, các cô ấy đang ném cầu này. Ném cầu này khá là đông mọi người ạ. Nếu tiếp đánh từ giờ đến trưa thì mình cũng sẽ nghỉ chiều. Đấy, chị này khá là siêu này mọi người. Con. Anh này đánh siêu lắm mọi người ạ. Các cầu thủ của Mờ So rất cần nghỉ. Cố lên. Đúng con. Mờ So vẫn còn 2 đều. Vâng, vẫn còn. Đã qua 2 phút rồi. Hai chị này đánh rất là hay nè mọi người này. Các cổ động viên của Mờ So, các cổ động viên anh ở đây đã vẫn còn một đôi nữa, đã bị thua nữa mọi người nhé. Một đôi rất đẹp tỉ, hiện nay đã là 2 phút 30 giây. Cô chú này đánh rất là hay này mọi người này. Tới nào? Liệu có thấy đổi chiêu được không? Anh này chưa luôn đấy.
Cô này có một trang phục rất là đẹp nha mọi người nhé. Cô chú này đánh rất là siêu mọi người ạ. Đánh mãi không rơi nhá mọi người nhá. Không biết đội nào thắng luôn. Các đồng chí biết chúng ta có thể đổi tay khi mỏi tay. Đây, cô ấy đánh rất là siêu này mọi người này. Đã qua 4 phút rồi, cố lên. Đã qua 1 phút rồi mọi người ạ. Đây. Ôi giời. Lại mới mưa chuẩn. Rất nhịp nhàng. Mưa đầu cũng tốt hay sao? Hạng lại mới tốt xéo đâu. Cả nhịp tăng lớn này sao thì. Cô ở đây đánh cũng khá là siêu này, với anh ở đây đánh siêu rất là đẹp. Như vậy là đã dừng ở 4 phút 40 giây 93. Anh này thắng nhá mọi người nhá. Đây khá là vui mọi người ạ. Bên này là các cô ấy có trang phục rất là đẹp này mọi người này. Bản Lang, Quảng Lào và xã Lâm Xen. Đây là trang phục của người Thái nhé mọi người nhé. Đây, cô ấy đang mặc những bộ trang phục rất là đẹp. Rất là hoa văn nhé mọi người nhé. Quảng Lào đúng rồi chưa? Lâm Xen. Các đội kia khởi động trước đi. Khởi động trước đi đã. Cho mọi người cùng xem này, bên này là rất là đông các cô các chú cũng đến để chơi với lễ hội này mọi người này. Các cô có những bộ trang phục của người Thái nhá mọi người nhá. Các cô mặc những bộ trang phục của người Thái rất là đẹp nhá. Đây là mọi người này nhìn này, như cô ở đây này, các cô ấy đang mặc bộ trang phục của người Thái nhá. Đẹp lắm mọi người ạ. Tí nữa là còn rất là nhiều những trò chơi nữa mọi người nhá. Cô ấy đang đánh cầu này. Để mọi người nhìn này, được các cô các chú này đang đánh những quả cầu này mọi người này, thấy siêu chưa? Đấy. Đây là mọi người này. Cô ấy có bộ trang phục này, có những cái váy rất là đẹp này. Đây. Nhìn các cô mặc những bộ này rất là xinh gái mọi người nhé. Đây chị này, về anh này, chú này đánh cũng khá là siêu nhé mọi người nhé. Đây này. Rất là nhiều những trò chơi hay mọi người nhé. Mọi người này, ở bên này là các cô có những bộ trang phục. Xin mời Bản Lang chúng ta vào thi đấu. Bản Lang đủ 10 người chưa? Hôm nào có đủ người chưa? Tiếp tục bên này lại lên. Hôm nào Bản Lang sẽ thi đấu cùng nhau nhé. Các cô ấy có những bộ trang phục này khá là đẹp, khá là giản dị nhé mọi người nhé.
Mường So, đội Mường So đang 4 phút 40 giây. Đang là tạm thời dẫn đầu. Rồi, đề nghị hai đội chúng ta dừng cầu. Chúng ta đưa cầu cho nữ, đưa quả ném cái cho nữ. Trọng tài, chúng tôi sẽ chọn ra 3 đội có thành tích tốt nhất để vào thi đấu chung kết. Tính thời gian thì vậy nên là các đội chúng ta đánh cố gắng là thời gian lâu nhất. Đề nghị đội đầm xe cũng đã đưa vận động viên về để chuẩn bị thi đấu. Hai đội chuẩn bị. Tiếp tục là các cô ấy lại đánh. Bắt đầu. Và các chú ấy lại tiếp tục đánh câu này mười này. Vâng, quả đầu tiên. Cổng nào còn lại 3 đội. 3 đội. 3 đội. 3 đội nữa, cổng nào 3 đội nữa. Bản là cũng còn 3 đội. Câu này, người này. Hình như môn thi em thấy là các cô gái trẻ thì rơi cầu sớm hơn. Người già có nhiều kinh nghiệm hơn. Môn thi em cái này đòi hỏi sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, không cần sức lực nhiều. Như vậy là bản năng còn 2 đôi nữa thôi. Các đồng vận viên rơi cầu thì đứng tại chỗ luôn. Cổng nào vẫn còn 3 đôi. Bản năng đã phạm quy. Đôi bản năng đã phạm quy, chỉ một chạm cầu thôi. Nhưng mà bản năng còn đôi nữa. Mỗi vận động viên chỉ được chạm cầu một chạm thôi. Tức là đánh như này là chỉ được chạm cầu một chạm thôi nha mọi người nhá. Mỗi người chạm một chạm thôi nhá. Tiêu cho mọi người. Càng nhiều càng tốt. Thời gian càng nhiều càng tốt. Thôi đánh nhiều quá, nên một con so rất kết thúc vòng loại, ban tổ chức sẽ chọn 3 đôi có thành tích cao nhất để vào thi đấu chung kết xếp loại nhất nhì ba. Và ban tổ chức sẽ trao giải luôn sau khi kết thúc môn thi. Như vậy mới trải qua được 1 phút 56. Hiện nay phòng nào vẫn đang 3 đôi. Bản năng còn 1 đôi nữa. Rất là đông mọi người nhé. Kết thúc môn thi em cái sẽ mời du khách và nhân dân chúng ta cùng trải nghiệm chơi thử môn em cái này. Một nét văn hóa rất đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái là môn thể thao dân tộc truyền thống môn em cái. Hiện nay đã là 2 phút 22 giây. Quả cầu được làm từ lông gà. Cầu này là được làm từ lông gà tự làm nhé mọi người nhé. Không làm vậy, cầu nào còn 2 đôi nữa. Coi trên này làm những cái quả cầu này này mọi người này. Để đánh bằng tay nhé. Mỗi người chỉ được đánh một lần thôi nhé mọi người nhé. Đây cô này với là chú này đánh rất là siêu. Nếu như mà khá là giỏi luôn. Đôi vận động viên nào mà đánh đến 11 giờ trưa ngày hôm nay mới rơi cầu thì ban tổ chức chúng tôi sẽ mời lên trường. Kỷ lục của đặc biệt là môn cô này tại lễ hội ở đây là có những cái bộ trang phục của người Thái 2 phút 46 giây. Đó là thời gian lâu nhất từ trước đến nay khi mà chúng tôi tổ chức môn em cái tại các lễ hội. Đây, những cái trang phục màu đỏ này, màu vàng này, rất là đẹp nha mọi người nhé. Hiện nay đã là 3 phút 35 giây. Các vận động viên vẫn đang bền bỉ. Đôi của bản năng rất bền bỉ, hiện nay đang là 3 phút 45. Cô gái của bản năng rất khéo, trung cầu rất khéo. Đôi nam xe chúng ta chuẩn bị thi đợt cuối cùng.
anh ở bên này cũng thế, đánh rất là siêu. Quảng Nam vẫn còn 2 đôi. Vâng, Quảng Nam đã thẳng đi. Còn 1 đôi nữa thôi. Hiện nay là 4 phút. Bên kia là rơi rồi nhá mọi người nhá. Còn bên này là cô này, anh này nữa thôi. Đấy, vẫn còn đang... Tổ đội viên của 2 xã Quảng Nam và Quảng Nam chúng ta vỗ tay thật to nào. Siêu quá mọi người ạ. Vẫn còn, cầu vẫn trong cuộc thằng đã vượt qua 4 phút 50 giây rồi. Đã hơn kết quả cả 2 thôi. Đã vượt qua 4 phút 50 giây nhé mọi người nhé. Vâng, đã trải qua 5 phút, 2 đội đã trải qua 5 phút. Cố lên. Đôi của Đèo Văn Ninh và Đèo Thịnh Nguyệt của Khổng Lào. Ta Thịnh Nguyệt vâng, đã lập kỷ lục của năm trước, hơn 12 giây, hơn 2 phút. Nhiều lắm mọi người ạ. Ui rồi. Ôi, xin rơi. Ở vòng loại, đội xã Cầm Lào đang có thành tích cao nhất. 6 phút 24. Có vẻ là cô với anh này là rất là quen tay rồi mọi người nhé. Ui rồi, rơi mọi người ạ. Như vậy đã dừng ở 6 phút 31. Chị Á Vàng bên kia là chiến thắng rồi nhé mọi người nhé. Để tí nữa khi chung kết trang. Ngay sau đây xin mời các vận viên của 6 phút. Xin mời đặt xe chúng ta vào vị trí thi đấu. Tiếp tục là bên này là khu vực kéo co này mọi người này. Vâng, mời đặt xe. Đặt xe cố gắng vượt hơn 6 phút nha. Thì mới vào chung kết được. Bên này là tiếp tục là khu vực kéo co này mọi người này. Rồi năm xe có thể khởi động một lúc, cứ khởi động đi. Cường ngất bỏ ma, tấm con như là. Đây, các chị, các cô ở đây có những bộ trang phục này rất là đẹp mọi người ạ. Tại khu vực tổ chức môn thi kéo co. Được theo rất là chuẩn chỉ mọi người nhé. Rất là đẹp và bắt mắt này mọi người. Ra quân cái trò hơn na điều hơn na chứ. Đâu nhá. Vâng. Muốn ra quân trò mà na điều hiểu cái này. Anh đặt vào. Để khởi động xong thì báo nhá. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với mỗi một bên là mình thấy tôi khổng nào và cuối dây này mọi người này. Đồng xe. Ba nam ba nữ. Ba nam ba nữ ạ. Vâng. Năm nay là ít người. Vâng. Ở bên này là ba nam ba nữ nhá mọi người nhá. Ui, ơi. Mình thấy là khỏe cái này khá là khỏe nhá. Xin đấu đầu tiên. Đội xe đã giành chiến thắng. Kéo rất là khỏe này. Hai đội đổi sân. Đổi sân. Tất nhiên. Vâng, xin mời tiếp tục con em cái thắng xe chuyển sang bên kia nhé mọi người nhé. Cầu thủ đến thắng xe chuẩn bị. Như vậy là xin lỗi quý vị, đạp xe đã thắng Khổng Lào với tỷ số 2-0. Cho nên xin mời Hoàng Thành và Bản Năng vào vị trí thi đấu. Đạp xe vào đi. Xin mời Hoàng Thành và Bản Năng vào vị trí thi đấu. Nữ vận viên đèo co. Đội em cái của năm xe nữ một đây nam một đây. Vâng, cháu chào ba nhá. Ba có bộ trang phục đẹp đi.
Sao bà có bộ trang phục đẹp thế? Ồ, trang phục người Thái thì... À, trang phục của người Thái à? Ôi, bà hôm nay xinh gái đấy. Tổ chức các môn thi đấu thể thao dân tộc truyền thống với ý nghĩa vừa rèn luyện sức khỏe, đồng thời cũng là việc bảo tồn và giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái khu vực miền Sơn Hòa. Có sự tham gia của các bạn thi trường thông cổ Quảng Lang, Quang Thèn, Đập Xe về tham dự lễ hội. Và đây sau đây xin mời vận động viên của Đập Xe và đủ rồi chưa? Rồi chúng tôi sẽ bấm thời gian lâu nhất nha. Đây là phần mới đội Đập Xe, tôi tính thời gian lâu nhất. Chuẩn bị khoảng 2:21:39. Bên này là có hai chị ở đây khá là xinh gái. Kết quả vào vòng chung kết đáng yêu luôn. Xã Khổng Lào, xã Bản Lang và xã Mường Sòn. Mỗi một đội sẽ có 6 xã Khổng Lào, xã Bản Lang và xã Mường Sòn. Đăng ký xong phải cân đủ đủ cân mới thi đấu. Chúng ta chuẩn bị để phải thay đổi khác để thi đấu chung kết. Phải chuẩn cũng chắc chắn cái này phải chứ. Thế người ta cũng nhất từ sao mà phải xem nhá. Phải xem cái tay người cho mày làm việc đã cân rồi phải xem cái này nó mất rồi là chỉ thấy cái quan mình kia đâu mà quan mình ra quan ra quan ra cái quan cho tôi kết sẽ tài lũ. Ban đầu nhé. Sau đây là đội cổ xanh để thi đấu trận đấu thứ hai. Sợ đâu, bên bảo lan toàn cán bộ thôi, yếu lắm. Vâng ơi. Biết rồi, anh xem đấy, không thì... Lâm bảo với các bạn đặt cái quần tàu cho xẻ, nhưng ta vẫn lão tàu này. Lâm bảo với quần nữa. Vâng ơi. Chị để đi đây. Mang. Bản lăng thả dây, bản lăng thả dây. Không thả dây không? Thay đổi sẵn sàng chưa? Từ đó. Chưa sẵn sàng à? Chuẩn bị, sẵn sàng. Bên này là các anh đang đi những cái cây cà keo này mọi người.
Sau đây xin mời Thuận Lào sẽ gặp đội Mường So trong môn đá cò. Anh ấy đang đi những cái cà treo này mọi người này. Siêu chưa? Ở bên này là đang được trang trí. Quay lại với môn thi én cấy là phần thi chung kết giữa ba đội. Xin mời ba đội lọt vào phần thi chung kết sẽ quay trở lại khu vực thi én cấy để tổ chức thi én cấy giữa Khổng Lào, Bản Lang và Mường So. Chúng ta sẽ tổ chức thi phần thi chung kết này và sẽ quyết định thắng bại với nhất nhì ba. Khổng Lào ở ra lần sân cao co, xong đến Bản Lang và Mường So. Mường So đâu ạ? Ở bên này là các chị có những cái bộ trang phục này mọi người này, rất là đẹp này. Mọi người thấy đẹp không? Bên này cô có cái bộ trang phục này mọi người này, rất là đẹp này. Rồi, cháu chào cô nhá. Cho cháu hỏi là đây là cái bộ trang phục này là bộ trang phục người gì cô? Bộ cho cháu hỏi là bộ trang phục này là bộ trang phục của người gì ạ? À? Người Dao à? Cô ấy có cái bộ trang phục của người Dao này mọi người, rất là đẹp nhá. Rất là chi tiết này, được thêu rất là tỉ mỉ này mọi người này. Cô ấy khá là xinh gái luôn. Đấy. Được mặc bộ trang phục rất là đẹp. Như vậy Mường So đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Chào đây xin. Đây, mời ạ. Khổng Lào sẽ nghỉ trong ít phút và thi đấu với Bản Lang. Đây là được các chú đang xách những cái nỏ này. Xin mời môn én cấy chung kết én cấy giữa ba đội chúng ta trở về vị trí thi én cấy. Mình cũng không biết nữa này. Xin mời Mường So, Khổng Lào, Bản Lang, ba đội chúng ta khẩn trương về khu vực thi én cấy để thi đấu chung kết. Đây các chú ấy, các chị ấy mang sang bên này để trang trí nhé mọi người nhé. Xin mời những cái thôn bản của mình nhé. Những sáng so này, nơi hội tụ và lan tỏa là người này. Xin mời nội dung chung kết môn én cấy giữa ba xã Khổng Lào, Bản Lang và Mường So. Xin mời trưởng đoàn đưa vận động viên của mình về sân én cấy để thi đấu. Sân bên này là có hai em này rất là xinh gái này, đáng yêu mọi người ạ. Môn kéo co chúng ta nghỉ trong 15 phút, sau đó thi đấu trận tranh giải 3 và trận chung kết. Mọi người, cô này đang đi cà keo này. Siêu quá mọi người ạ. Xin lưu ý với các không gian trưng bày văn hóa trên đầu Thái, chúng ta sẽ hoàn thiện việc trang trí không gian. Đây mọi người ạ, bên này là các cô ấy được mặc những bộ trang phục của người Thái này. Và những cái váy này, khá là đẹp này, rất là đẹp nhé mọi người nhé. Quần áo được thêu rất là đẹp này mọi người này. Đây mọi người này, khu vực bên này là được tại khu vực thì có má lẻ thì xin mời quý vị yêu môn yêu mến môn thi có má lẻ, một môn thể thao dân tộc truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Chúng ta sẽ về khu vực môn thi có má lẻ để cổ vũ và chứng kiến các vận động viên chúng ta thi đấu.
À, để tức là để quả này lên chân đầu gối xong thấp nhất rồi nhé. Tức là để lên chân này xong là bắn này. Chúng quả nào ăn quả đấy nhá. Cái quả dựng là ban tổ chức đã đánh dấu rồi. Cái này là quả dựng của ban tổ chức rồi, còn các đội chỉ chuẩn bị cái quả để chơi thôi ạ. Vâng, chính vì vậy là bạn ăn đủ chưa ạ? Nào, xin mời bạn Lan, ba nam ba nữ chúng ta vào vị trí. Thôi, các đội dựng để cho bạn Lan vào thi đấu. Bản năng đâu rồi? Thôi mời bản năng, mời bản năng tất cả dừng để cho bản năng khởi động. Xin mời bản năng đi. Mời bản năng được chưa? Bản năng được chưa? Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với trận chung kết môn thịt nhập kho giữa Mường So và Mạc Nghèn. Quang thêm chúng ta bắn từ bên này sang, bắn từ bên này sang à? Không, chưa bắn, chưa ghi điểm nào, điểm chưa nào thôi. Như vậy Mường So đã giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. 4-6 rồi. Thay đổi đổi thôi. Các bạn có xem cái tăng đứng không? Có xem cái hơn, có xem cái gì nào bắn? Bắn lượt từ bên này sang, bắn từ lượt 1 sang. Nào, nghe bắn chưa? Rất tốt. Rất tốt. Được bắn thứ tư. Lượt cuối cùng. Cho nên chúng ta sẽ là lượt cuối cùng. Lượt cuối cùng. Lượt cuối cùng. Cuối cùng tập luyện đồng cú. Rồi đánh kỹ chuyện. Dạ, bọn em
em có chơi vui chơi ở đây hết ngày không hay là tí chưa về rồi? À, tí bọn em về. Đang khoảng 2 giờ mới hay. À, thì dẫn anh về với nhá. Hình như là té nước là ngày mai hay sao ấy. Hôm nay người ta như kiểu người ta không đi làm, đi kiểu là phục tục người ta phải bắt cá chứ 3 giờ. Anh thấy là bảo là bắt cá rồi. Bắt cá lên trên đấy em lấy nước để anh luôn. Ok. Thì anh với em xuống té nhau nhá. Ok. Em có người yêu chưa? À, đi chung rồi à? Ngồi chết dở anh cũng đang độc thân. Thế nay lên à, mai có lên không? Anh có lên đâu mà lên. À, thế anh mai, thế mai anh mới về mà. Đi đi. Tí đi sát đường nhau rồi à? Cả là đi cùng nhau. Các anh đi một xe mà, cô em ba người đi hai xe. Ba người đi hai xe, một người cô đơn à? À thế thì em đi một mình à? Hả? À? Đi về anh bên này. Đi với anh cũng được. Ờ thế thì lại hợp lý quá. Còn em là còn học không? Em còn học không? Em học xong từ năm 2019. À em. Em hẳn 2000. Thế em đón anh tầm bao nhiêu? Em 2000 sau anh trong em. Anh có 98 rồi. 98 á? Điều đấy, anh 2008 rồi. 2008, em trai của em mà, em gái của em mới đang học cấp 3 thôi. À. Thế là ở chỗ nào, lại chỗ ở ngay thành phố luôn à? Em không anh ạ, à, em ở trong Mường Tè. À Mường Tè à? Bên này là có em này khá là xinh gái này mọi người này. Đấy. Các em ấy rất là xinh gái. Xinh gái lại đáng yêu, lại nói hay nữa. Đấy. Thế là chưa người yêu là tí cho anh về với nhá. À, được. Ở bên này thư cà kheo này. Rồi. Từ từ, từ từ. Từ từ, từ từ. Nam về đi. Mọi người này, bác này là đang đi thử cá kheo này mọi người này. Siêu chứ mọi người. Vòng bên trái qua phải. Chắc là cũng khá là mệt đấy mọi người ạ. Bởi vì là bác đi đây, bác này đi rất là bình tĩnh này. Rất là bác phải đi đúng đường này này. Thằng đấy là lần sang người ta rồi. Đây mọi người ạ. Wow, rất nhanh. Cảm ơn mọi người đã tham gia đi cà phê rất nhanh. Hai anh này đi rất là nhanh. Mười so đi rất nhanh. Hiện nay khoảng nào mười so đang ở nào cũng rất nhanh. Tiếp tục nữ trật tự. Khi nào phải đứng thì nữ đứng lên. Đấy rồi. 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 Tiếp, bảo lên đứng đi nào. Xuất phát đi. Rồi. Rồi, khổng hào tiếp tục. Ôi ôi, rất nhanh. Ôi khổng hào đi rất nhanh. Nam của cùng so. Chúng ta cũng cảm giác như con người là khi mà rất nhanh. Anh này đi rất là siêu luôn mọi người này. Rất là nhanh luôn. Rồi chị này cái đi cũng rất nhanh này. Rồi. Chị này đi rất nhanh. Bản lát có nhé.
đang ngang nhau. Mượn so đã về hết cổng vào giải nhì. Vâng, bản năng tiếp tục đi hết đoạn đường nữa. Bản năng chưa về đích. Bản năng chưa về đích. Bản năng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục đi. Tức là mình đi từ xuất phát kia xong ra đây là phải qua cái hai cái cờ này đúng không? Sau khi các đội thi kết thúc các phần thi thì mời du khách chúng ta cùng trải nghiệm các nội dung thi đấu như đi cà kheo. Thế cái nào? Tiếp tục nào? Về cuối cùng của bảng nam, một cô gái rất xinh đẹp. Ngắm thẳng anh chụp ảnh ấy. Đi đâu đấy, ngắm thẳng anh chụp ảnh đúng không? Các camera men cẩn thận. Nào chúng ta cùng cổ vũ cho bảng nam đi ạ. Vừa tân chính mình thì về đấy. Vâng, chúc mừng bảng nam giải ba. Chúc mừng. Các bạn ạ, thì hiện tại là Kỳ đang có mặt tại một cái con suối này. Được rất nhiều các anh chị em đang tắm nước ở đây này mọi người này. Khá là đông vui nhé mọi người nhé. Rất nhiều trai xinh gái đẹp đang tắm ở đây. Đây có rất nhiều anh chị em đang tắm ở đây này mọi người này. Có những cái mảng này trèo lên này mọi người này. Mọi người ạ, ở chỗ này là có ba em xinh tươi đang tắm này mọi người này. Bơi luôn mọi người ạ. Đây, bên này được các chàng trai trẻ này, các tráng sĩ này mọi người này đang trèo lên những cái mảng này để ui rồi. Úp luôn mọi người. Rất là vui nhá. Có em này đang nghịch nước này. Đây, chị này là có cái bộ trang phục rất là đẹp này. Khu vực này là chiều sẽ được thả cá bắt nhé mọi người nhé. Hiện tại là Kỳ đang ở cái lễ hội Then Kin Peng ở huyện Phong Thổ thuộc tỉnh Lai Châu nhé mọi người nhé. Đây, lễ hội này được diễn ra vào 2 ngày vào ngày 17, 18 nhé mọi người nhé. Đây, được các thanh thiếu niên này đang tắm ở khu suối này này mọi người này. Mình thấy là khá là vui đấy mọi người ạ.
Đây, sang bên này là có hai chị này rất là xinh tươi nhá mọi người nhá. Đấy, chị này là rất là xinh tươi. Chào chị nhá. Cho em hỏi là cái bộ trang phục này là bộ trang phục của người gì ạ? À, của người Mông ạ. Đây, chị này có bộ trang phục rất là đẹp này mọi người này. Đấy, rất là hoa văn nhá. Cái này là mình ơi, không phải che mặt đâu mà. Có người yêu chưa? À, lấy chồng chưa? Lấy chồng rồi à? À, đây, em này sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm bao nhiêu? 205. 205 đã lấy chồng rồi. Thế mấy đứa con rồi? À, một đứa con này à? Đây, em này rất là xinh tươi này. Đây, có những bộ trang phục của người Mông rất là đẹp nhá mọi người nhá. Đấy. Thế là đi lên đây là một mình hay đi với ai? Đi với chồng à? À, đi với chị gái à? Đấy, thế là nhà ở gần đây hay là ở đâu? Ở trên à, trên đâu cơ? Ba Vanh Sử. Ba Vanh Sử à? À, đây. Em này rất là xinh gái. Đấy. Nhưng mà công ạ, công lỡ hẹn rồi em này có chồng mất rồi nhá. Đấy. Nếu mà chưa có chồng thì để lại số điện thoại ở đây. Đấy, đúng không? À. Thế là còn em nào chưa chồng không, giới thiệu anh với. À, thế là kia là chị gái à? Hả? Chị gái chồng. À, đây, có bộ trang phục đẹp thật mọi người ạ. Thế là bộ trang phục này là bọn em thêu hay là mua? Mua rồi. À, mua à? Bộ này là hết bao tiền? 800. À, 800 bộ trang phục đấy ạ? À? Cả mấy cái đai buộc ngoài luôn à? À, tất à? À, rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Này. Đấy, anh cảm ơn nhá. Đây, tiếp lại sang bên này là chị cũng có những cái bộ trang phục rất là đẹp này mọi người. Tiếp tục lại lên đây lại quay và chia sẻ cho mọi người cùng xem này. Có những cô mà có những bộ trang phục ở trên này đẹp lắm mọi người ạ. Chào các cô nhá. Các cô nào chưa người yêu là giới thiệu cho cháu. Quay quay về đây mình đóng cửa. Quay quay. Đây là bên này là có chị này là khá là xinh gái và đáng yêu này mọi người. Đấy. Chào chị nhá. Chị ăn gì xinh gái đấy. Chị ngại mọi người ạ. Tiếp tục là mình lại sang bên này nhé mọi người nhé. Cho mọi người xem này, cái bộ trang phục này là khá là đẹp này mọi người này. Anh chào em nhá. Cho em hỏi bộ trang phục này là bộ trang phục của người gì sao đẹp thế? Của dân tộc gì bộ trang phục này? À, dao à? Đẹp chưa? Cái này là em tự thêu hay là em mua? Giá? À, tự làm á? Đây là em tự làm luôn á? Ôi đẹp nhở, khéo tay thế. Có người yêu chưa? À, chưa có người yêu mà đã khéo tay thế này rồi. Thế là có bộ nào cho anh chồng tương lai chưa? À, chưa. Thế là em sinh năm bao nhiêu? 2207 á? 2007 còn chưa có người yêu á? Điêu à? Thế là chưa có người yêu, anh cũng đang độc thân đây. Được, thế là tốt quá. Tí là đi về nhà anh thôi nhá. Nhà mày có những cái bộ trang phục này, em mới tự thêu nhá mọi người nhá. Rất là đẹp này. Đấy. Xinh gái lại dễ thương nhá mọi người nhá. 207 đó nhá mọi người nhá. Đấy, khéo tay lắm này. Thêu được những bộ trang phục này là cũng là rất là khéo tay đấy. Đấy. Đẹp. Thế nào là thêu cho anh làm bộ tương lai nhá. Làm chồng tương lai. Chào Tráng Si này nhá. Bắt tay ngay nhỉ. Sáng nay được chưa ăn gì à?
chưa ăn gì mà đã lên đây ngắm các em sinh tươi đang tắm ở đây rồi mọi người ạ. Đấy. Và tiếp tục là sang bên này là có các những các cô này, có cái những cái bộ trang phục này mọi người này. Ôi mình thấy là khá là đẹp đấy mọi người ạ, rất là đẹp này. Đấy. Chào các bà nhá. Các bà có bộ trang phục gì mà đẹp thế? Bà đang mặc bộ trang phục của người dân tộc gì mà sao đẹp thế? À, dân tộc Mông à? Cái này là bà tự thêu hay là như nào? Chắc là tự thêu chưa? À, đẹp lắm mọi người ạ. Đây, có những bộ trang phục này mọi người này. Đấy, các cô ở đây này. Nhiều nhá mọi người nhá. Đấy, các cô này rất là xinh gái này mọi người này. Đấy, có lại có những các bộ trang phục rất là đẹp và truyền thống này mọi người này. Đấy. 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 Cô này duyên dáng, xinh gái, đáng yêu. Đấy. Con cảm ơn các cô nhá. À. Đây, tiếp tục là ở bên này là các anh chị đang tắm này, các em này. Đấy mọi người ạ. Ôi dồi, ôi dồi. Khổ quá. Đây, anh này đang kéo những cái dây để kéo những cái này là những cái bè, cái mảng nhá mọi người nhá. Ở trên mình là cái bè, cái mảng này mọi người này. Đấy, ôi dồi. Ở dưới này có sâu không nhở chị nhở? Ở dưới này sâu không? À, chị chưa nhảy xuống đây bơi à? Nhưng mà cho em hỏi dưới này có sâu không? À không sâu à? Tưởng là sâu là chị nhảy xuống em nhảy xuống cứu luôn. Đấy. Đấy. Ôi, nắng lắm. Các trai xinh yêu của mọi người nhé. Khá là đẹp trai này, gái xinh này. Xinh trai, gái đẹp mọi người ạ. Đấy, mọi người ạ, khu vực này là có ba chị là cũng rất là xinh tươi, là xinh gái này mọi người này. Đấy, giờ mình sẽ vào đấy mình bắt chuyện nhé mọi người nhé. Hello, hello, em chào ba chị nhá. Không thể chơi được chứ. Chào ba chị xinh tươi nhá. Các chị không xuống tắm à? Xuống bơi đi, xuống dậy em bơi với. Em không biết bơi em lại không dám xuống. Chị này là rất là xinh gái này, chị có người yêu chưa? Chưa. À, chưa người yêu thì gặp em. Em cũng đang độc thân đấy. À. Đấy mọi người ạ. Đây là có ba chị rất là xinh tươi này, xinh đấy. Gặp thêm à trai xinh gái đẹp nữa này là quá tuyệt vời này mọi người. Đến từ sáng ạ. Vừa đến đây ạ. Đến từ sáng. Chắc là ở gần đây thôi nhỉ? Không mà em ở Tam Đường, huyện Tam Đường. Ôi thế thì tí đi cùng đường rồi. Tí cho anh về với nhá. À, thế bao giờ về? Tam Đường Mai Châu. À, Tam Đường nhỉ? Tam Đường là đến nay tí nữa là anh cũng đi qua đấy đấy. Thế là em sinh năm bao nhiêu? Em 207 ạ. 207 á? Thế là chưa người yêu. À, 207 chưa người yêu mọi người ạ. Đấy, mọi người có thể kết bạn qua số điện thoại em này nhá. Đây, chị đây chị cứ cười, em cũng thấy ngại. Chị đã xinh gái chị cứ cười thôi. Hay là nay em nói có nói sai cái gì hay sao ấy? Nó cứ cười ấy. Em mà đẹp thì em giờ em có người yêu rồi. Xinh đẹp này là có người yêu chưa? Có hẹn hò ai ở trên này không? Em chưa. Thế là đi ba chị em đi cùng nhau à hay là chưa có người yêu mà đi đến hội này thì à, mẹ đâu? Có người yêu ngay. Đặc biệt là mình à tí cho anh gặp mẹ vợ tí nhá. Có cho làm mẹ vợ không? À. Chắc không? Chắc bắt tay cái. Đấy. Đấy.
đây là ba chị em rất là xinh tươi này. Đấy. Tí về nhớ đăng ký nhá. Thế đây là chị gái luôn à? Không, đây là dì của em. Và kia là mợ của em. Cháu rể chào dì, em rể chào dì nhá. Đấy. Dì dì có người yêu chưa? Thế đây là hôm nay là mấy giờ? Dì có chồng rồi à? Tiếc quá mọi người ạ. À. Dì rất là xinh gái nhưng mà dì lại có chồng mất rồi mọi người ạ. Đấy. Thế là bên trong kia là dì hay là à lại mợ à? Thế là mợ chắc không có chồng rồi đúng không? À thế là có chồng rồi thôi nhỉ mọi người nhỉ. Đấy. Này tiếp tục lại sang bên này đi. Đấy. Em tên gì nhỉ? À em tên Hoa. À em Hoa nhá mọi người nhá. Em Hoa nhá mọi người nhá, ở Tam Đường Lai Châu này. Đấy. Tí mọi người muốn kết bạn Zalo thì liên hệ mình nhá. Đấy, em ấy khá là đáng yêu này, xinh gái đáng yêu. Thụy Mị nét na. Đấy. Nhưng mà chưa người yêu thì gặp anh. Thế em dân tộc gì? À, dân tộc Mông là Chipo ẻ đấy à? À. Thế là anh định hỏi em câu này chả biết có phải không cái gì mà cú lu cồ cái gì mà cờ lu cú cái gì cú lu cờ ấy nó là cái gì? Anh yêu em là em yêu anh nữa. Thế lại là lãi lời quá nhở, em đã yêu anh rồi anh lại yêu em nữa, thế lại hợp quá đúng không? Em này rất là xinh gái này mọi người này. Tiếp tục là bên này có anh tráng sĩ này cũng rất là đẹp trai này. Không bạc đâu, bạc thế nó mới đẹp đấy. Đấy, anh này khá là đẹp trai này mọi người này. Đấy. Xuống tắm đi anh. Ơi, bơi chứ. Dạ vâng. Em ngồi nhá. Đây. Cũng khá là rất là đông mọi người ạ. Đây. Rất là đông anh chị em đang bơi và tắm lội ở đây này mọi người này. Rất là nhiều các mặt hàng trai xinh gái đẹp nhá mọi người nhá. Đấy. Xíu nữa còn có cả thêm cái màn bắt cá ở sông suối này luôn nhá mọi người nhá. Các bạn ạ, thì cũng khá là nắng và khá là trưa mọi người ạ. Thì Kỳ cũng xin kết thúc video ở đây. Mọi người thấy video của Kỳ hay thì hãy cho Kỳ xin một like, một đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ nhé. Đấy. Thì Kỳ xin kết thúc video nhé. Bye bye.